Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam đây. Rất vui gặp lại anh chị ở kênh của Nam nha. Thì cái nội dung tiếp theo trong video ngày hôm nay, Nam sẽ cập nhật giá của tất cả các phiên bản của dòng xe SH Mod 2021 và SH Mod 2022 luôn, để cho anh chị nào đang quan tâm về mẫu xe này và có nhu cầu về mẫu xe này thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Anh chị nào ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe Honda các loại đó thì cứ liên hệ Nam ha, Nam sẽ hỗ trợ anh chị một cách tối đa nhất nha. Thì có lẽ là cái dòng xe SH Mod này nó quá quen thuộc với chúng ta rồi, không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Có rất là nhiều kênh trên mạng xã hội đã nói về những cái dòng xe SH Mod này rồi. Thì ngày hôm nay Nam sẽ chia sẻ thêm ha. Đầu tiên thì SH Mod được trang bị khối động cơ là 125 phân khối nha anh chị. Từ lúc mà ra cái sản phẩm SH Mod, tất cả các đời xe luôn đều là 125 phân khối hết, không có 150 nha anh chị. Có một số anh chị khách hàng đi mua xe SH Mod đó, kiếm là SH Mod 150 phân khối á, là không có nha. SH Mod chỉ có duy nhất một phiên bản động cơ là 150 125 phân khối thôi. Rồi, cái thứ hai, hiện tại thì tất cả các phiên bản SH Mod đều sử dụng khóa thông minh Smart Key ha. Phiên bản nào cũng là khóa thông minh hết, không còn sử dụng chìa khóa cơ nữa nha anh chị. Đây, đây là ổ khóa thông minh đây. Thì hiện tại bên Nam có đầy đủ luôn ha, remote 2 nút bấm và remote 3 nút bấm luôn ha. Cái remote 2 nút bấm là remote mới ra sau này nha anh chị. Một số anh chị khách hàng hay gọi là phiên bản 2022 đó, nhưng thực chất xe thì nó giống hệt nhau ha. Chỉ khác nhau cơ bản về cái thiết kế của remote 2 nút với 3 nút thôi. Thì đặc trưng của SH Mod là một phuộc nha anh chị, một phuộc sau. Vỏ trước vỏ sau là không có ruột hết ha. Rồi, thì SH Mod của chúng ta sử dụng công nghệ cái đồng hồ là đồng hồ LCD kết hợp với analog ha. Có nghĩa là vừa đồng hồ điện tử với cái đồng hồ cơ đó anh chị. Tất cả các phiên bản đều giống nhau hết. Phiên bản thường, phiên bản ABS, phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt hay là phiên bản thời trang gì đó thì tất cả thiết kế xe, công nghệ trang bị trên xe hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác có một cái là giữa cái đĩa thường với cái đĩa trước ABS của cái xe thường với xe ABS thôi. Còn lại tất cả các chi tiết đều là giống nhau hết ha. Rồi, vào thẳng vấn đề luôn ha. Thì hôm nay là tuần thứ 3 của tháng 1 2022 rồi. Nam sẽ báo giá của tất cả các phiên bản có tại showroom của Nam để cho anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Nam sẽ đi đầu tiên là phiên bản thấp nhất, phiên bản thời trang CBS. Đây, phiên bản thời trang CBS thì hiện tại có tổng cộng 3 màu nha anh chị. Xin lỗi, có 2 màu ha. Mà thứ nhất là màu đỏ bọc đô nè. Ở tháng mốt chỉ có duy nhất một màu đỏ thôi nha anh chị, không có màu đỏ thứ hai ha. Màu đỏ này người sẽ nghĩ ngay đến màu đỏ đậm này, đỏ huyết này, hay gọi là đỏ bọc đô đó, không có đỏ tươi ha. Rồi, đây đây là cái phần thân đĩa thường đây. Đây, em sẽ quay cái đĩa luôn cho anh chị xem nhé. Đó, đây là cái đĩa thường đây, không có vòng răng ha. Thì hiện tại cái SH Mod phiên bản thời trang phanh đĩa thường CBS này bên Nam đang bán ra mức giá là 63 triệu nha anh chị. Hiện tại thì bên Nam có hai màu ha, màu đỏ bột đô này với cái màu xanh phía dưới này đây. Đây, màu này gọi là màu xanh đen nha anh chị. Màu này nhìn rất là cá tính luôn á. Đây, cũng là đĩa thường luôn nha. Đây, em sẽ quay phần thân đĩa nè. Đó, cái màu này ra ngoài trời nắng á, lên ánh kim tuyến màu xanh rất đẹp nha anh chị. Tất cả là cái tông lườn và yên màu đen hết nha. Đây. Đó. Rồi, ở thắng mối thì tất cả đều sử dụng công nghệ đèn pha LED nha anh chị, không còn là bóng đèn thường nữa nha. Rồi, phiên bản thứ hai đó là SH Mod phiên bản tiêu chuẩn phanh đĩa CBS thì hiện tại bên Nam có màu đỏ thì nó yên nâu nha anh chị. Nếu mà màu đỏ mà sử dụng cái tông yên nâu như thế này hay còn gọi là SH Mod phiên bản tiêu chuẩn 2022 đó, nó chỉ khác nhau về cái tên xe thôi. Thì cái chiếc xe mà tiêu chuẩn phanh đĩa thường mà cái yên màu nâu đó, thì bên Nam đang bán ra mức giá là 65 triệu ha. Rồi tiếp theo, cái phiên bản tiếp theo mà Nam muốn báo giá đó là SH Mod phiên bản thời trang phanh ABS. Phiên bản thời trang phanh ABS thì hiện tại bên Nam có chiếc xe màu vàng nâu này đây. Đây, hay một số khách hàng còn gọi là cái màu vàng nhạt đó anh chị. Đây, cái tông yên nó sẽ là màu nâu và tông lườn sẽ là màu nâu ha.
Thì chiếc xe này là phanh đĩa ABS nha anh chị. À, cái màu này rất là nữ tính luôn á. Đây. À, có vòng răng là biết là ABS ha. Đây, có chữ ABS đây. Đó, thì hiện tại chiếc xe này bên em đang bán ra với mức giá là 68 triệu nha anh chị. À, phiên bản thời trang phanh đĩa ABS ha. Rồi, phiên bản tiếp theo mà Nam muốn chia sẻ với anh chị về mức giá đó chính là phiên bản cao cấp phanh ABS. Phiên bản cao cấp phanh ABS thì bên em có cái màu trắng nè với cái màu xanh đó đó, nhưng mà yên là cái màu xanh đó, nhưng mà cái mâm là sơn màu đen nha anh chị. À, cái mâm sơn đen ha. À, trắng đen với lại màu xanh mâm sơn đen. Thì hiện tại hai chiếc xe này bên em đang bán ra với mức giá là 71 triệu nha anh chị. À, đây. À, màu trắng này lúc trước là trắng nguyên con mà sau này Honda cải tiến lại phối thành trắng đen anh chị, có đĩa ABS luôn nè. Đó. Rồi, cuối cùng mức giá cao nhất áp dụng cho SH Mod phiên bản cá tính, SH Mod phiên bản cao cấp màu đỏ đen. Đây. Màu đỏ đen với màu xám và phiên bản đặc biệt màu đen nhám với màu bạc. À, thì hiện tại tất cả các phiên bản này, các màu sơn này bên em đang bán ra với mức giá là 74 triệu nha anh chị. À, anh chị lưu ý giúp Nam ha, giá xe Nam báo là đã bao gồm thuế VAT rồi nhưng chưa bao gồm phí lăn bánh nha anh chị. Anh chị ở khu vực nào thì chúng ta sẽ cộng thêm cái thuế trước bạ và phí biển số nữa là hoàn chỉnh một chiếc xe ha. Anh chị nào ở khu vực ngoài tỉnh thì chị Nam chỉ giao hồ sơ cầm tay thôi, về mình đóng thuế và bấm số ha. Còn anh chị nào ở khu vực tỉnh Đồng Tháp thì bên Nam bao hết giấy tờ ha. Ở ngoài tỉnh thì bên Nam chỉ giao hồ sơ thôi. À, còn giá xe thì có thể dao động lên xuống tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha anh chị. Anh chị nào muốn biết giá tốt nhất tại thời điểm anh chị muốn mua, giá cả như thế nào, màu sắc ra sao thì liên hệ trực tiếp với Nam ha. Địa chỉ và số điện thoại Nam để bên dưới phần mô tả của video nha. À, tại vì khi mà mỗi lần đăng giá này, thì có một số anh chị vào comment là giá cao quá, giá quá trời cao luôn. Nhưng mà cũng có một số anh chị nói là ồ, giá bên em thấp thế. À, thì nói chung giá thì công ty đưa ra, Nam chỉ làm thuê thôi. Công ty đưa ra mức giá làm sao Nam báo cho khách hàng vậy. À, ví dụ như khách hàng nào cảm thấy hài lòng, cảm thấy mức giá hợp lý thì liên hệ trực tiếp với Nam ha. Nam sẽ hỗ trợ cho anh chị một cách tối đa nhất nha. Còn anh chị nào cảm thấy giá chưa hợp lý thì coi như chúng ta xem video để tham khảo thôi ha. À, bên em phiên bản remote 2 nút bấm, 3 nút bấm đều có hết nha anh chị. Tuy nhiên những cái phiên bản màu mới thì chỉ có 2 nút thôi chứ chưa có 3 nút nha. À, 3 nút là những cái xe gọi là còn tồn kho lại đó. À, 2 nút là phiên bản mới nè. Nói gì thì nói chứ Nam vẫn thích cái remote 3 nút hơn, tại vì nó ba cái tính năng riêng biệt. Còn cái remote mới 2 nút thì hai cái tính năng nó vô một, chống trộm với tìm xe. Mỗi lần tìm xe là nó cài chống trộm, nó sùm. Là cái đó thì quan điểm cá nhân thôi nha anh chị. Đó. Rồi, bên em có bán trả góp luôn ha. Thủ tục thì đơn giản thôi, chứng minh nhân dân với bằng lái xe hoặc là chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu của anh chị nào chuyển đổi qua thẻ căn cước rồi á. À, thì chỉ cần duy nhất cái thẻ căn cước thôi là được ha. À, mọi chi tiết thắc mắc thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Nam ha, Nam sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. À, tất cả các phiên bản xe nó đều giống hệt nhau hết. À, không có khác biệt gì hết. Bình xăng để dưới yên nè, cốp thì để được hai mũ bảo hiểm loại nửa đầu thôi. Tất cả hệ thống đèn pha có đều là dạng led hết, chỉ có những đèn còn lại là đèn halogen thôi. À, xe SH Mod thì đặc trưng là một phuộc nha anh chị, đều có trang bị cổng sạc USB ngay chân cái nắp bên đây ha. Để em sẽ quay cận cho anh chị dễ thấy ha. À, đó, học đây tiền để đồ luôn. À, tất cả các phiên bản xe nó chỉ khác nhau một tí về cái phanh đĩa thường với phanh đĩa ABS thôi. À, năm sau quay chiếc xe ngoài cùng này cho anh chị dễ thấy nè. Đây. À, chiếc xe này là phanh đĩa ABS nè. À, còn chiếc xe bên đây là phanh đĩa thường nè. À, xe thì nó y hệt nhau, nó chỉ khác nhau về cái phần đĩa trước là đĩa thường với đĩa ABS thôi, còn lại tất cả các công nghệ, các tính năng, máy móc, động cơ, đồng hồ, đèn đuốc trên xe là hoàn toàn giống nhau nha anh chị. Mâm vỏ cũng giống hệt nhau luôn, mức tiêu hao nhiên liệu cũng giống nhau luôn, 2.16 lít trên 100 km hết ha. Đó, không có gì khác biệt hết đó. Quan trọng là anh chị đi mua HMOD, quan trọng vấn đề thứ nhất là chúng ta thích cái màu gì đó. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta có nên lựa chọn mua phanh đĩa ABS hay là đĩa thường. Đó, thì cái vấn đề mà lựa chọn đĩa thường hay đĩa ABS thì Nam đã nói rồi, anh chị nào chưa tham khảo thì vào kênh của Nam tham khảo thêm ha. Rồi, tóm lại một vấn đề thôi, SH Mod này bây giờ rất là nhiều phiên bản, rất là nhiều giá luôn,
Nam có một cách để hướng dẫn anh chị mua một chiếc xe đúng theo ý của mình, đó là anh chị coi tất cả các màu, thích màu gì điện thoại cho Nam. Ừ Nam ơi, chiếc xe đó màu đó có xe ở cửa hàng hay là không, rồi xe có sẵn hay là không, rồi giá bao nhiêu, thì Nam sẽ trả lời anh chị một cách chính xác nhất luôn. Chứ nhiều khi chúng ta đi mua màu đỏ này nè, ví dụ màu đỏ này đi, mà chúng ta hỏi cái thắng đĩa ABS mà người ta trả lời thắng đĩa thường, nhiều khi có sự nhầm lẫn anh chị, tại hai chiếc xe nó y hệt nha, nó khác cái đĩa thường với đĩa ABS thôi. Hoặc là anh chị đi mua chiếc xe màu trắng đen nè, mà muốn mua đĩa thường thì nó không có nha, nó mặc định nhà máy là màu trắng đen là chỉ có ABS thôi. Hoặc là cái màu bạc đen cũng vậy, mặc định cái màu này bạc đen với đỏ đen là chỉ có ABS thôi, không có đĩa thường. Vì thế anh chị muốn mua chính xác cái màu anh chị thích, xe cổ có sẵn cửa hàng hay là không, giá cả thời điểm đó như thế nào, trả rớt thủ tục ra sao, thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp, Nam sẽ tư vấn cụ thể. Đó là tất cả các thông tin mà Nam muốn chia sẻ với anh chị trong cái video ngày hôm nay. Nếu như anh chị cảm thấy thông tin của Nam hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, về giá xe nè, cũng như là chương trình trả góp nè. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.